Ai, ai. Ai, ya. Ông lúc nào cũng thấp tập hết trơn. Im hết đi cho ta. Hãy cho các ngươi cười. À, đội bóng thua cuộc đây rồi. Các ngươi mau giao ba lô phản quang đi, rồi chúng ta sẽ tha cho. Ông đừng hòng, đội bóng siêu phàm sẽ đánh bại các ông và cứu lấy anh Quang Hải. Xuất hiện đi. Sao con robot này có vẻ quen quen, dạ chấp chấp? Hả? Không lẽ... Đây chính là mẫu robot Quang Hải mới nhất của bọn ta đó. Chưa đá cũng biết ai thắng rồi. Chán quá đi mất. Bây giờ các ngươi bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu. Đừng không. Trở thành chấp chấp. Chuyển sang đây nào. Đi đợi đi. Chạy đi đâu hả chấp chấp? Mau thả ba ba. Chạy mà chưa chấp chấp. Lão mùi, mau thả ba ba. Ngươi chỉ có thế thôi à. Đó là lô. Gia đình nông dân siêu phàm chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Trời ơi là trời. Hãy xem phát minh mới của ta đây. Hả? Ha 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 ha!
thể chiến thắng và cứu được anh Quang Hải hơn nữa. Ngẩng đầu lên nào con trai, chúng ta vẫn chưa thua mà. Phải đó, còn một hiệp lận mà. Cố lên nào anh hai. Cả nhà, hãy nghe ba nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì ba tin rằng chúng ta sẽ chiến đấu rất dũng cảm. Chúng ta hãy tin tưởng lẫn nhau và chiến thắng trận bóng này. Chúng ta là gia đình nông dân siêu phàm.